Chào các em. Chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay. Và chắc hẳn thì các em đang gấp rút ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ 1 đúng không nào? Và để có một cái tâm thế vững vàng và kiến thức uh, chắc thì chúng ta sẽ đến với tiết học ngày hôm nay. Đặc biệt là đối với môn Văn thì chúng ta sẽ đi ôn tập và chữa đề kiểm tra môn Ngữ văn 9 ở giữa học kỳ 1 để xem rằng hình thức của đề kiểm tra như thế nào nhé. Và đối với môn văn thì để kiểm tra uh, giữa kỳ thì thời gian làm bài có 90 phút và gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần đọc hiểu, phần thứ hai là phần tập làm văn. Và đối với phần đọc hiểu thì chiếm số điểm là khoảng 3 điểm, còn phần tập làm văn chiếm số điểm là 7 điểm. Và chúng ta sẽ quan sát lên trên phần 1 để cùng đọc câu hỏi và xem rằng cái hình thức câu hỏi như thế nào nhé. Chuyện Kiều của Nguyễn Du là tác phẩm tiêu biểu nhất của thể loại truyện nôm trong văn học trung đại Việt Nam. Ở đây, người ta cho chúng ta hai câu. Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, tin xương luống rầy trông mai chờ. Và có hai câu hỏi nhỏ trong phần đọc hiệu này. Chép chính xác 6 câu thơ đầu. Cô xin lỗi, chép chính xác 6 câu thơ tiếp theo trong đoạn trích Kiều ở Lầu Ngương Bích theo ngữ văn 9 tập 1. À như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là hai câu này người ta đã cho sẵn rồi và yêu cầu của chúng ta là chép 6 câu tiếp theo. Và trong khi đó thì chúng ta cũng cần phải chép lại cho cô về hai câu thơ này, sau đó chúng ta mới chép đến 6 câu thơ tiếp theo. Và ở đây là một câu hỏi về nhận biết Rất là dễ dàng thôi khi chúng ta học thuộc được đoạn trích kiều ở lầu ngưng bích thì chúng ta giải quyết được câu thứ nhất rất là dễ dàng và đối với câu 1 thì chúng ta muốn trả lời đúng thì đầu tiên là chúng ta cần phải học thuộc thơ này. Thứ hai là khi trả lời thì chúng ta phải nắm chắc cho cô là về hình thức thể lục bát đúng không nào? Tiếp theo là chú ý cho cô về chính tả. Là hai điều rất là quan trọng, hình thức thơ và chính tả. Chúng ta không được phép sai chính tả và không được viết hết về một phía mà thể thơ lục bát thì trên 6 dưới 8, hình thức rất là rõ ràng rồi. Câu 2. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu 2. Từ những câu thơ vừa chép, hãy trình bày cảm nhận của em về lòng hiếu thảo của nàng Kiều bằng một đoạn văn tổng phân hợp khoảng 10 câu, trong đó có sử dụng câu ghép, gạch chân và phân tích thành phần câu ghép đó. À như vậy là câu 2 là một câu vận dụng rồi. Vận dụng những hiểu biết của chúng ta, vận dụng những cái kiến thức của chúng ta khi chúng ta học bài kiều ở lồng ngữ bích để chúng ta có thể viết thành một đoạn văn và bên cạnh đó thì còn có kiểm tra chúng ta về phần tiếng Việt lồng ghép trong cái đoạn văn này là chúng ta cần phải viết gì? à câu ghép sau đó là các bạn phải phân tích được cho cô thành phần của câu ghép có ở trong đoạn văn của mình yeah. và trên đây thì cô đã giới thiệu sơ lược cho các bạn về phần thứ nhất rồi để chúng ta sẽ đi thực hiện là chữa từng câu một nhé đến với câu 1 xong rồi, chúng ta sẽ chuyển sang câu 2. Cô giáo chúng ta sẽ chữa ở câu thứ nhất nhá, chép chính xác 6 câu thơ tiếp theo. Thì ở đây, 6 câu thơ tiếp theo. Tưởng người dưới nguyệt chén đồng tin xương luống những rầy trông mai chờ, bên trời góc bể bơ vơ, tấm son gột rửa bao giờ cho phai, xót người tự cửa hôm mai quạt nồng ấp lạnh những ngai đó giờ sân lai cách mấy nắng mưa có khi gốc tử đã vừa người ôm là đây chúng ta thấy sáu câu thơ tiếp theo hai bốn sáu và bên cạnh đó thì chúng ta cũng chép lại hai câu thơ đầu nhé và cái nội dung của những câu thơ này là gì các em à nói về thúy kiều nhớ thương tới cha mẹ của mình khi mà kiều ở lầu ngưng bích đúng không nào và chúng ta sẽ sang câu thứ câu thứ hai nhé và trước hết đến câu thứ hai thì cô nhắc lại với các bạn một lần nữa đó chính là về hình thức các bạn hãy quan sát về hình thức cái thứ hai là à về lỗi chính tả khi mà chúng ta đọc thuộc thơ thôi ấy thì chúng ta chưa viết ra đôi khi là vẫn bị quên thì các bạn có thể vừa học thuộc này học thuộc một lần rồi sau đó các bạn có thể viết ra giấy để xem là chúng ta còn sai hoặc là còn chưa ghi nhớ ở đâu đôi khi là à, các bạn đọc thì nó rất là trơn tru nhưng mà khi các bạn viết thì lại không viết được. Đấy, tránh tình trạng cái điều đó. Cái tiếp theo là chúng ta thấy nhá, đối với lục bát thì thường thường là câu 6 thì nó sẽ có dấu phẩy và câu 8, câu 8 tiếng thì nó sẽ có dấu chấm. Nó cứ tương tự như vậy, cũng không quá quan trọng về những cái dấu chấm dấu phẩy này mà chủ yếu là người ta sẽ kiểm tra chúng ta về hình thức này, về cái uh, lỗi chính tả của chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2 nào. Ở đây, câu số 2 trong phần đọc hiểu. Từ những câu thơ vừa chép, em hãy trình bày cảm nhận về lòng hiếu thảo của nàng Kiều bằng một đoạn văn tổng phân hợp khoảng 10 câu, trong đó có sử dụng câu ghép và gạch gạch chân và phân tích cái thành phần câu ghép đó. Ở đây thì cô trò chúng ta sẽ đi phân tích đề một chút nào. Trước hết là yêu cầu về mặt hình thức. Về mặt hình thức có những yêu cầu gì nhỉ? Chúng ta đọc và chúng ta có thể gạch chân cho cô về những cái từ ngữ quan trọng đối với cái câu số 2 này. Nào, ở đây. Bằng một đoạn văn. Theo phương pháp tổng phân hợp Bên cạnh đó thì chúng ta thấy giới hạn Giới hạn là bao nhiêu câu các em? À, thường ở các đề khác mà chúng ta không đọc kỹ, chúng ta cứ nghĩ là viết một đoạn văn thì giới hạn luôn luôn là 10 đến 12 câu, nhưng mà người ta ở đây chỉ cho khoảng 10 câu thôi. Và để rõ ràng nhất thì chúng ta có thể đánh số sau mỗi câu Để kiểm soát cái lượng đoạn văn của chúng ta Và đối với đoạn văn thì tổng phân hợp thì có mở gì nhỉ? Ở mở đoạn này, thân đoạn và cuối cùng là kết đoạn Nhớ nhá, về hình thức nó rất là chặt chẽ, nó giống như một bài văn thu nhỏ, bố cục nó rất là chặt chẽ. Và cái yêu cầu thứ hai là yêu cầu về mặt nội dung. Nào, yêu cầu về mặt nội dung, nội dung ở đây là cảm nhận của em về lòng hiếu thảo như vậy chúng ta sẽ quan tâm tới à vấn đề là lòng hiếu thảo của thúy kiều trong cái đoạn trích mà chúng ta vừa chép Đó. và yêu cầu thứ hai là sử dụng câu ghép nhớ lại kiến thức phần tiếng việt về câu ghép cho cô biết là câu ghép có thành phần câu như thế nào và chúng ta biết rằng là đối với một câu đơn thì thành phần chủ vị là thành phần nòng cốt câu đúng không? cô lấy ví dụ một câu đơn giản về câu đơn như thế này và chúng ta biết rằng là nếu mà chưa hết mà muốn viết câu văn hay thì hãy viết cho cô câu văn đúng phải có đầy đủ thành phần chủ ngữ và vị ngữ đấy là thành phần nòng cốt câu không thể nào mà thiếu được trên đây là cô đã lấy cho các bạn về một ví dụ đối với câu đơn. Hôm nay là thành phần trạng ngữ và cụ thể là trạng ngữ chỉ thời gian và nó cũng chỉ là thành phần phụ ở trong câu thôi. Và chủ ngữ ở đây là là em đi học ở đây là vị ngữ. Như vậy ở đây chúng ta thấy là câu đơn là câu có một thành phần chủ ngữ và vị ngữ. Vậy câu ghép là gì? Là câu có hai hoặc ba thành phần chủ ngữ tương đương với hai ba thành phần chủ ngữ thì nó cũng là hai đến ba vị ngữ trở lên. À, chúng ta thấy là có thể câu ghép có thể rất là nhiều chủ ngữ nhưng mà tương đương với chủ ngữ thì phải có cả vị ngữ nữa. Đấy là đối với câu ghép. Nhớ chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cụ thể hơn đi lập dàn ý đối với câu số 2 này. Cô trò chúng ta sẽ trở lại câu 1 và đây là có cái đoạn trích rồi và chúng ta chỉ cần là à, lập dàn ý nhìn vào đây thì chúng ta sẽ lập dàn ý nhá. Trước hết thì các bạn phải có gì nhỉ? à Đối với một đoạn văn thì có có phần mở mở đoạn mở đoạn ở đây rất là đơn giản thôi. Chúng ta có thể mở đoạn bằng một câu để dẫn vào. À, để dẫn vào cái nội dung chính. Chúng ta phải giới thiệu được vấn đề. Và đối với câu mở đoạn này thì các bạn cần phải viết cho cô đó là gì? Nhanh chóng viết cho cô là giới thiệu về lòng hiếu thảo. Của ai? Của Thúy Kiều Triển khai đến phần tiếp theo Là đối với phần thân đoạn Phần thân đoạn thì các bạn làm những nhiệm vụ gì cho cô Trước hết thì các bạn cần Khái quát cho cô Nó giống như một bài văn thu nhỏ Ở đây Đối với một bài văn thì chúng ta có thể diễn giải ra Bằng rất là nhiều câu Nhưng mà đối với uh, Với một đoạn văn thì chúng ta chỉ chắt lọc cho cô những câu chính thôi và những cái câu có nội dung cốt lõi để chúng ta có thể viết vào bài của mình khái quát ở đây chúng ta cũng có thể khái quát ngắn gọn cho cô là về vị trí này được ở trích trong đoạn nào được trích trong trích đoạn nào này và tác giả ở đây là ai ngắn gọn thôi chúng ta có thể giới thiệu sơ qua sau khi mà chúng ta khái quát rồi thì chúng ta sẽ đi uh, phân tích cụ thể để làm rõ vấn đề cộng với dẫn chứng dẫn chứng ở đây có nghĩa là gì à dẫn chứng ở đây các bạn có thể trích thơ Đó. các bạn phân tích điều gì ở đây cho cô nhỉ nào Chúng ta thấy rằng là đặc biệt là đối với bốn câu thơ này sốt người tựa cửa hôm mai, quặn nồng ấp lạnh những ai đó giờ Sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm Như vậy là chúng ta phân tích cho cô về những cái từ ngữ này Cái hình ảnh thơ Ở đây có, chúng ta thấy từ ngữ có sâu sắc không? Ừ, từ ngữ rất là sâu sắc Dẫn ví dụ ra nào Xót người Xót người ở đây thì Các bạn hiểu như thế nào nhỉ? Ở đây chúng ta thấy là tâm trạng của Thúy Kiều Khi mà ở lồng hương bích Nhớ về cha mẹ của, của mình Xót người ở đây là thương cha mẹ của mình xót người tựa cửa hôm mai thúy kiều tưởng tượng ra mẹ của mình là à, đứng ở cửa để mong ngóng tin của con gái à, thúy kiều thương tới người mẹ của mình quạt nồng ấp lạnh ở đây chúng ta thấy quạt nồng ấp lạnh này là những cái thành ngữ quạt nồng ấp lạnh để nói tới cái gì nhỉ? khi mùa gì khi mùa nóng kiều không biết rằng là ai quạt cho cha mẹ ngủ và khi trời trở lạnh thì ai trở sắp xếp chăn gối cho cha mẹ nằm đó đấy là nói về cái lòng hiếu thảo của thúy thúy kiều qua những cái từ ngữ Tiếp theo là điển cố điển tích, ở đây có điển tích sân Lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm, đều nói về gì nhỉ? À, đều nói về cái lòng hiếu thảo của Thúy Kiều. Lo lắng cho cha mẹ Cái điển tích sân Lai các bạn có thể đọc trong sách giáo khoa để hiểu hơn về cái điển tích sân Lai này. Trong sách giáo khoa thì có những cái chú thích rất là rõ về cái điển tích này. Các bạn có thể đọc lại để nhớ lâu hơn về cái điển tích này nhá. Khúc từ ở đây nói tới gì nhỉ? Cha mẹ đã già rồi và không biết rằng là ai chăm sóc cha mẹ. Cái kiểu là thấy là mình vẫn chưa làm tròn được cái chữ hiếu. Chắc bản thân chưa làm tròn chữ hiếu. chúng ta thấy rằng là trong thời phong kiến thì đầu tiên là quan trọng nhất là à, chữ chung có nghĩa là nói đến cái lòng trung thành của ai à trung thành của bề tôi đối với đối với vua chữ à, thứ, thứ hai mà đặc biệt quan trọng sau chữ chung đó chính là chữ hiếu Chữ hiếu ở đây thể hiện là Cái lòng hiếu thảo của con cái Đối với cha mẹ Đặc biệt là khi cha mẹ về nhà, về về già Thì con cái phải làm sao Phụ dưỡng cha mẹ Và chữ bận thứ ba đó chính là Nói tới cái tình nghĩa vợ chồng Đó chính là cái luật đệ Tam cương ngũ thường Trong xã hội phong kiến ngày xưa à, Sau khi chúng ta phân tích này và cái dẫn chứng ở đây thì là các bạn có thể trích thơ ra nhé đến cái nội dung tiếp theo là các bạn cần phải đánh giá đánh giá cho cô về gì về nội dung cái thứ hai đánh giá cho cô về nghệ thuật ừ, cái bước này cũng rất là quan trọng nhiều bạn thiếu cái bước đánh giá này đây anh giá chúng ta có thể đánh giá bằng hai ba câu theo cái quan điểm, theo ý kiến của chúng ta khi mà chúng ta à, đọc cái nội dung của đoạn trích này. Đấy. Và đối với phần liên hệ mở rộng. Thì chúng ta có thể liên hệ tới ai? À, trước đó thì đã có Nguyễn Dữ à, sống ở thế kỷ 16 thì à, có viết nên một cái tác phẩm rất là đặc sắc Đó chính là chuyện người con gái Nam Dương Cũng là một bước phát triển đưa nền văn học Việt Nam phát triển và tiến bộ hơn Và chúng ta thấy là chuyện người con gái Nam Dương đề cập tới người phụ nữ Và cũng thấy được cái lòng hiếu thảo Hiếu thảo của ai? Hiếu thảo của Vũ Nương Khi mà Trương Sinh đi lính À khi mà Trương Sinh đi lính thì Vũ Nương thể hiện lòng hiếu thảo ở đâu? À đó chính là chăm sóc và nuôi dưỡng mẹ già một cách chu đáo, một cách cẩn thận đúng không? Đấy, như vậy chúng ta có thể liên hệ mở rộng tới cái lòng hiếu thảo Vũ Nương và cái lòng hiếu thảo này thể hiện lên cái gì? À là một người phụ nữ có cái tấm lòng hiếu thảo sâu sắc. Đó, à, phẩm chất của họ rất là tốt đẹp và bên cạnh cái vẻ đẹp của ngoại hình thì vẻ đẹp của phẩm chất có cao quý không? Cũng rất là cao quý. Chúng ta có thể liên hệ thêm một chút nhé. Đối với phần đánh giá nội dung và phần nghệ thuật thì các bạn có thể đánh giá được không nhỉ? Rất là dễ thôi, vì nội dung thì nội dung rất là sâu sắc này. Nói tới cái tấm lòng hiếu thảo khi mà đặt cái hoàn cảnh ở xa như thế rồi Thì Thúy Kiều chỉ biết nghĩ tới mình thôi Nhưng ở đây không phải Thúy Kiều luôn luôn đau đáu Nhớ về cha mẹ của mình Về nghệ thuật thì sao Ở đây chúng ta thấy thể thơ này Đặc sắc của thể thơ Đặc sắc của gì nhỉ Của từ ngữ Đó Về cái câu hỏi tu từ không biết rằng là ai sẽ chăm lo cho cha mẹ à, vân 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 và cuối cùng là kết đoạn chúng ta tóm gọn mà và cái lòng hiếu tạo hiếu hiếu thảo đấy có thể là đối với cái bài học của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta rút ra được cái bài học gì về cái lòng hiếu thảo của chính bản thân mình đối với cha mẹ của mình nhé như vậy là chúng ta đã lập dàn ý xong đối với câu thứ hai của à, phần thứ nhất là phần đọc hiệu. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai để xem phần tập hàm văn thì chúng ta cần phải triển khai những nội dung như thế nào. Và đến với phần thứ hai này chiếm số điểm rất là lớn nên là chúng ta sẽ tập trung nhiều thời gian cho cô vào phần số 2 là câu 7 điểm. Và chúng ta thấy nhá, là thời gian 90 phút Nên là chúng ta sẽ làm nhanh được cái phần đọc hiểu Phần đọc hiểu thì chúng ta sẽ chỉ dành tầm từ 20 cho đến 25 phút thôi để chúng ta giải quyết Còn lại, lượng thời gian còn lại thì chúng ta sẽ tập trung vào câu số 2 Và đối với câu số 2 này thì chúng ta thấy nhá Số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ Nương Có nghĩa là yêu cầu của chúng ta viết thành một bài văn và chúng ta nhiều bạn cứ tưởng là chỉ gạch đầu dòng không phải đâu nhá. Đối với cái bài viết này đã là một bài văn thì chúng ta cần phải trình bày cụ thể có mở bài, thân bài và kết bài. Trên đây thì cô sẽ đưa cho các bạn một dàn ý để chúng ta thấy rằng là trong cái bài viết của mình cần triển khai những nội dung như sau. Thứ nhất là đối với phần mở bài. Mở bài thì rất là dễ thôi, không có gì khó khăn cả các bạn uh, nếu mà có khó khăn đối với phần thân bài thì chúng ta có thể là uh, viết cho cô về tác giả đi tên tác phẩm tên tác phẩm này tên tác giả và cái nội dung ở đây là số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến chúng ta chỉ gợi dẫn thôi chúng ta không được phân tích sâu trong phần mở bài Đó. số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật vũ nương nếu mà bạn nào muốn sâu sắc hơn muốn gây thu hút thì phần mở bài các bạn có thể viết hay hơn dẫn qua về những cái câu thơ hoặc là dẫn qua về hình ảnh một số hình ảnh người phụ nữ trong xã hội phong kiến hoặc là dẫn ra một số câu ca dao nói về những người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa thì bài mở bài của chúng ta sẽ sâu sắc hơn tiếp theo đến với phần thân bài ở đây đề cập tới Số phận những người phụ nữ trong xã hội phong kiến và tiêu biểu là nhân vật vũ nương Từ nhân vật vũ nương và chúng ta mở rộng ra là cái số phận người phụ nữ chung trong xã hội phong kiến Vì vậy trước hết đề cập tới nhân vật vũ nương thì chúng ta cũng có thể giới thiệu khái quát Một nhọ là khái quát Khái quát cho cô về những cái nội dung sau đây Thứ nhất là về tác phẩm Chuyện người con gái nam xương và thể truyền kỳ. Nói ngắn gọn thôi nhá, chúng ta không biết sâu cá. Cái thứ hai, à tiếp theo, đó chính là về nhân vật Vũ Nương. Giới thiệu về nhân vật Vũ Nương. Hoàn cảnh gia đình rồi là xuất thân ra sao? Là người dịu dàng nét na như thế nào? À. Sau khi mà chúng ta sẽ có một cái đoạn văn khái quát này rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó cũng chính là cái nội dung chính là chúng ta đi phân tích nhân vật Vũ Nương. Để thấy được cái vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương ở đây. Những cái dẫn chứng thì các bạn có thể nhớ cho cô một cái số chi tiết ở trong văn bản để chúng ta có thể viết ra. Nhớ là khi mà chúng ta trích những cái câu nói hoặc là những cái câu viết ở trong văn bản thì chúng ta sẽ cho vào dấu ngoặc kép cho cô nhé. Nào, ở đây chúng ta phân tích về những cái vẻ đẹp của Vũ Nương. Vũ Nương có những cái vẻ đẹp như thế nào các em? À, trước hết là một người vợ trung thủy. Là một người vợ trung thủy được thể hiện qua đâu? À, qua... À, trước khi chồng đi lính này và sau khi chồng đi lính là một người rất là hiểu chồng, biết Trương Sinh là người có tính hay ghen rồi nên là trước khi mà chồng đi lính thì Vũ Nương chung sống với với Trương Sinh và luôn giữ mực cái khuôn phép đúng không nào? Cái khuôn phép sau khi mà Trương Sinh đi lính thì sao? Luôn nhớ nhung về người chồng của mình và sao? Chỉ mong chồng trở về bình yên. Thế là đủ rồi. Đúng không? Bên cạnh đó Vũ Nương còn là một người gì nhỉ? Một người con hiếu thảo. Một người con hiếu thảo được thể hiện qua điều gì? À, chăm lo mẹ chồng khi mà chồng đi lính và khi mẹ mất thì chăm lo phần mộ là một người phụ nữ rất là đảm đang. Bên cạnh đó thì là còn là một người người mẹ lo cho con sinh ra một bé đàn à có không có chồng ở bên cạnh là một người phụ nữ cũng rất là kiên cường nữa đó chăm lo cho con được thể hiện qua cái chi tiết chết bóng mà cũng từ cái chi tiết chết bóng đấy thì đã gây lên một cái chết oan nghiệt cho nhân vật vũ nương và ý cuối cùng mà các bạn cần triển khai ở đây vũ nương là một người rất là trọng danh tiết cụ thể ở đây được thể hiện ở đâu à qua những cái chi tiết kỳ ảo ở cuối chuyện qua những cái chi tiết kỳ ảo ở cuối truyện đã thể hiện được Vũ Nương là một người rất rất là trọng danh tiết là muốn trở về à, gặp Trương Sinh. Bên cạnh đó cũng thể hiện được cái một cái phần là một người rất là trọng danh tiết, đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ triển khai 1 2 3 4 bốn cái ý này cho cô khi mà tìm hiểu về nhân vật Vũ Nương nhé Như vậy là chúng ta cũng thấy được là dưới cái chế độ phong kiến rất là khắc nghiệt chúng ta có thể dẫn ra cho cô về một cái số luật lệ phong kiến ví dụ như là trọng nam khinh nữ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đúng không và cuộc hôn nhân này có dựa trên cái tình yêu trước đó không không hề dựa trên cái tình yêu trước đó mà đều là hai bên gia đình đều thấy đồng thuận là do cha mẹ rồi trương sinh mới lấy ai vũ nương đúng không nào à... Tiếp theo thì các bạn có thể đối với phần 3 nhỏ sau khi các bạn phân tích rồi thì sẽ đánh giá cho cô. Đối với phần đánh giá về nội dung và đánh giá về phần nghệ thuật này thì các bạn viết ít thôi, nó cũng không phải là cái phần trọng tâm nhưng mà không phải vì thế mà nó thiếu, chúng ta cũng nên viết và. Triển khai cho cô đối với phần liên hệ mở rộng cái phần liên hệ mở rộng này cũng rất là quan trọng. Nó tại sao nó quan trọng? Bởi vì nó khái quát lên cả số phận của những người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa nữa, mà Vũ Nương lại nhân vật tiêu biểu vừa đẹp người vừa đẹp nét nhưng mà số phận rất là bất hạnh, rất là oan nghiệt. Và chúng ta mở rộng ở đây là À, nói về nhân vật gì nữa nhỉ? Có thể dẫn ra cho cô về một số tác phẩm của Hồ Xuân Hương này, của Nguyễn Du. Và đặc biệt ở đây, điều quan trọng nhất là các bạn cần phải tố cáo chế độ xã hội phong kiến. Và cái thứ hai nói tới cái tính nhân văn, nhân đạo của tác phẩm. Đúng không? thể hiện được cái lòng thương người của ai kể lại cái lòng thương người này cái lòng đồng cảm của tác giả đối với số phận những người phụ nữ trong xã hội phong kiến Nhưng là thương cảm đồng thời là lên tiếng bênh vực họ đúng không và tố cáo chế độ xã hội phong kiến đã đẩy họ vào bước đường cùng đã đưa họ thế nào à đến cái chết rất là oan nghiệt không có tiếng nói đặc biệt là nhân vật vũ nương đúng không về Ờ uh, thúy kiều thì sao ở đây là chế độ xã hội đồng tiền ngự trị tất cả đã làm thu trộn đi cái tài năng và cái vẻ đẹp của thúy kiều cái tài năng và vẻ đẹp đáng ra phải được trân trọng phải được phát huy nhưng mà ở đây kiều bị quá phụ thuộc vào ai phụ thuộc vào những người ví dụ như là sở khanh này mã giám sinh và tú bà kiều không tự quyết định cuộc đời của mình đó, mà phụ thuộc vào những cái người đó và đối với giá trị nhân văn nhân đạo ở đây thì các bạn nói cho cô thật là sâu sắc về tố cáo chế độ phong kiến này, à, nói đến cái tình yêu thương của tác giả này và cái lòng đồng cảm của nhân dân đối với số phận những người phụ nữ bên cạnh à, những cái người dân lao động à, là những cái thân phận thấp hèn thì thân phận những người phụ nữ cũng không được trân trọng như vậy. À, chúng ta có thể tố cáo thêm một chút. Bên cạnh đó thì xã hội phong kiến thì chúng ta có thể nêu cho cô một cái số từ ngữ ví dụ như là tàn bạo này ngang trái bất công Đúng không nào? Và bên cạnh đó qua cái tác phẩm này À, qua cái tác phẩm uh, chuyện người con gái nam xương và điển hình là nhân vật phụ nương thì à, tác phẩm này còn có cái giá trị rất là sâu sắc giá trị đối với hôm nay ngày hôm nay và giá trị của mai sau chúng ta cần phải biết nâng niu trân trọng những cái người phụ nữ đặc biệt là những người phụ nữ có phẩm chất tốt đẹp có cái lòng hiếu thảo đúng không nào? Như vậy là đối với phần thân mở bài, thân bài và kết bài Các bạn có thể nêu cho cô về cái bài học đối với chính bản thân mình Nhìn nhận về cái xã hội ngày nay Như vậy là cô cho chúng ta đã đi hoàn thành chữa xong ừ, Để kiểm tra thứ nhất là đối với môn ngữ văn lớp 9 và các bạn có thể quan sát và xem rằng là mình còn thiếu những cái kiến thức nào thì chúng ta sẽ bổ sung ngay nhé. Và giờ sau thì tiếp tục cô trò chúng ta sẽ chữa một số đề để chúng ta ôn tập thật là kỹ và à mong các em là sẽ đạt được điểm cao trong kỳ thi này. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những giờ học tiếp theo.